Cứ một vật là một sông Hằng, vậy thì hai vật tức là hai sông Hằng, ba vật là ba sông Hằng, bốn vật là bốn sông Hằng. Có cây thì nhiều vô số cả, thế nên số sông Hằng cũng thành ra nhiều đến không thể kể xiết. Do đó đây là biểu thị số lượng quá nhiều, tổng số quá lớn chẳng có cách nào tính đếm được. Rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hạt cát là một cõi giới. Rồi trong mỗi cõi giới cứ mỗi hạt bụi là một kiếp. Sau đó cứ mỗi một hạt cát trong từng sông Hằng lại tính là một cõi tam thiên đại thiên thế giới. Kế đến cứ tất cả bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên, mỗi hạt bụi là một đại kiếp. Rồi bao nhiêu số bụi chứa trong mỗi kiếp đều đem làm kiếp cả. Với biết bao bụi bặm tích tụ trong một đại kiếp, nếu cứ lấy mỗi hạt bụi làm một đại kiếp thì số kiếp tính được sẽ là bao nhiêu? Thì từ lúc Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa đến nay, ngàn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ như trên. Huống là từ những thuở Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật, từ khi Bồ Tát Địa Tạng chứng quả vị thập địa đến nay mà đã lâu như thế, thì nếu tính từ lúc Ngài còn tu làm Thanh Văn Duyên Giác, Bích Chi Phật, lại càng không biết là đã trải qua thời gian lâu xa đến chừng nào, cho nên Bồ Tát Địa Tạng đã lập những hạnh nguyện này từ lâu lắm rồi. Kinh văn: Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe thấy danh tự của Bồ Tát đó, rồi hoặc tán thán, hoặc chiêm lễ, hoặc xưng niệm danh hiệu, hoặc cúng dường cho đến tô vẽ chạm khắc tạo đúc, sơn thép hình tượng, thì người ấy sẽ được 100 lần sang lên cõi trời tam thập tam, vĩnh viễn chẳng còn bị đọa vào ác đạo. Này Văn Thù Sư Lợi, không thể nói hết số kiếp lâu xa về trước. Địa Tạng Bồ Tát Mahātát là con trai của một vị đại trưởng giả, thuở đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Lược giảng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại gọi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà bảo rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Bồ Tát đó tức là vị Bồ Tát nào? Chính là Bồ Tát Địa Tạng. Oai đức thần thông và thệ nguyện không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng có công năng độ thoát tất cả chúng sanh có tội ác sâu nặng. Ngài dùng oai thần của chính mình để chế phục chúng sanh. Ngài nguyện rằng: Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa trống không, thề chưa thành Phật, chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Bao giờ địa ngục còn chưa trống không, thì bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng còn chưa thành Phật. Chỉ khi nào tất cả chúng sanh đều được độ thoát rồi, thì khi đó Ngài mới thành Phật. Nếu vẫn còn một chúng sanh chưa độ xong, thì Ngài vẫn chưa thành Phật. Trải qua quãng thời gian lâu dài như vậy, mà Bồ Tát Địa Tạng vẫn chưa thành Phật. Cũng vì hễ Ngài độ chúng sanh này xong thì lại có chúng sanh khác đến, cứ liên tục không bao giờ ngớt. Không phải là cứ một chúng sanh ra đời thì có một chúng sanh tại thế, cũng chẳng phải là cứ chúng sanh kia tại thế thì chúng sanh nọ mới chào đời. Số chúng sanh ra đời nói chung vẫn nhiều hơn số chúng sanh tại thế gấp 10 lần, 100 lần, ngàn lần và có thể cả vạn lần. Quý vị thử làm thống kê xem tại thành phố San Francisco hiện nay thì mức độ tử vong cao hơn hay sinh sản cao hơn. Thường thì người ta phải chết là vì tuổi già sức yếu hoặc có bệnh hoạn. Do đó trung bình thì con người sống cũng được chừng vài chục năm. Trong khi đó hầu như chỉ sau 10 tháng hoài thai là có thêm người được sinh ra. Cho nên dân số gia tăng rất nhanh và xác suất sinh sản có thể cao hơn xác suất tử vong đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Chính vì thế mà cho đến bây giờ, Địa Tạng Bồ Tát vẫn còn vất vả bận rộn và vẫn chưa thể thành Phật được. Thế nhưng quý vị nghĩ rằng Địa Tạng Bồ Tát có hối hận về thệ nguyện của mình hay không? Đương nhiên là Ngài không hối hận. Chúng sanh càng đông đúc thì Ngài càng có nhiều công việc để bận rộn. Nếu không có chúng sanh thì Ngài không có việc làm. Và đã thành Phật từ lâu rồi, mà thành Phật rồi thì chẳng còn việc gì để làm nữa cả. Cho nên đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát không có việc thì kiếm việc mà làm. Lẽ ra thì Ngài có thể sống rất thanh nhàn, rảnh rỗi. Song Ngài lại thích suốt ngày lăng xăng bận rộn đi cứu độ chúng sanh, bởi đó chính là hạnh nguyện của Ngài vậy.
Tại sao Địa Tạng Vương Bồ Tát lại lập thệ nguyện lớn lao này? Bởi vì Ngài nhận thấy rằng Ngài và chúng sanh vốn đồng một thể. Nếu chúng sanh chưa thành Phật thì Ngài thành Phật cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vì thế Ngài tự nguyện chờ đợi chúng sanh gìn giữ thứ nhân duyên vĩnh viễn đồng thể với chúng sanh. Nguyện lực của Địa Tạng Vương Bồ Tát thì không cách nào đo lường hoặc hiểu rõ được. Những gì chúng ta nói ra được thì chỉ là một phần hết sức nhỏ. Bởi thật ra, nguyện lực của Ngài vốn không thể suy lường hay luận bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có kẻ thiện nam người thiện nữ nào nghe thấy danh tự của Bồ Tát đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát, rồi hoặc tán thán. Sau khi được nghe giảng, nếu có cơ hội thì quý vị nên giới thiệu nguyện lực từ bi của Địa Tạng Vương Bồ Tát cho các bạn đồng nghiệp hoặc thân bằng quyến thuộc của mình được biết. Đồng thời quý vị cũng nên tự hỏi chính mình, Địa Tạng Vương Bồ Tát có thể lập thệ nguyện rộng lớn như thế, còn mình thì sao? Mình có nên lập một thệ nguyện nho nhỏ chăng? Chẳng hạn nguyện là mình sẽ hóa độ cho một chúng sanh thành Phật rồi mình mới thành Phật, hoặc là hóa độ cho hai chúng sanh thành Phật rồi mình mới thành Phật. Quý vị không lập nguyện lớn mà chỉ lập nguyện nhỏ thôi cũng được. Như thế cũng là không uổng công nghe giảng kinh Địa Tạng. Nếu quý vị nghe rồi bỏ qua, cho rằng Bồ Tát là Bồ Tát, còn mình là mình, Bồ Tát và mình chẳng có liên quan gì với nhau cả. Như thế tức là nghe rồi mà cũng như là chưa nghe vậy. Thí dụ, người nam có thể phát nguyện rằng trước kia tôi có một người bạn gái, phần này nếu tôi thành Phật thì tôi nhất định sẽ độ cho cô ta cũng được thành Phật. Thế còn người nữ thì sao? Người nữ cũng có thể lập nguyện rằng trước kia tôi có quen một người bạn trai, người này đối với tôi rất tương thân tương ái, nay tôi muốn tu hành nên tôi nguyện sẽ độ cho anh ta thành Phật, rồi tôi mới thành Phật. Quý vị nên lập những thệ nguyện đại loại như thế, chứ không nên có huynh ướng Di Đà Phật Các Cố Các Ma Ha Tát Bất Quản Tha. A Di Đà Phật thân ai nấy lo, Ma Ha Tát chẳng màng người khác. Có người nói rằng tôi còn nhỏ nên chưa có bạn trai, cũng chưa có bạn gái. Nếu thế thì hãy nghĩ tới cha mẹ của mình và phát nguyện độ cho họ thành Phật. Trường hợp cha mẹ của quý vị đã qua đời rồi thì sao? Thì quý vị hãy nghĩ tới anh chị em của mình. Nếu không có anh chị em gì cả thì sao? Thì quý vị hãy nghĩ tới bạn bè, hàng xóm, láng giềng. Quý vị chọn người nào làm mục tiêu cứu độ của mình cũng đều được cả. Nếu vẫn không nghĩ ra được một người nào cả thì quý vị có thể nguyện rằng tôi có một vị sư đệ, tôi nhất định độ cho vị ấy được thành Phật. Bản thân tôi cũng từng lập thệ nguyện rằng trong số những người đã quy y với tôi, nếu có một người chưa thành Phật thì tôi cũng chưa thành Phật. Tuy nhiên, vì tôi không có được nguyện lực lớn lao như Địa Tạng Vương Bồ Tát để có thể độ cho tất cả chúng sanh đều thành Phật, do đó tôi có đặt điều kiện phải là đệ tử quy y và phải thật tâm tin tưởng nơi tôi thì tôi mới chờ đợi. Nếu người ấy bị đọa địa ngục, tôi sẽ rơi vào địa ngục để giúp và để tìm và cứu giúp người ấy. Giả sử về đời sau có người tấm tắc ngợi khen rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát có nguyện lực không thể nghĩ bàn, thần thông không thể nghĩ bàn và lòng từ bi cũng không thể nghĩ bàn, đồng thời giới thiệu cho mọi người biết về Ngài và hoặc chiêm lễ hoặc xướng niệm danh hiệu Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chiêm là dùng mắt để nhìn ngắm, lễ là lễ bái, vái lạy. Khi chúng ta quỳ lạy trước tượng Phật, tức là chúng ta đang chiêm lễ Phật. Chúng ta hiện đang giảng kinh Địa Tạng, tôi nói địa vị Vương Bồ Tát